Chánh án Lê Minh Trí đề nghị chưa bổ nhiệm lại 11 thẩm phán. Chi 13 tỷ di dời bãi rác chắn cao tốc Cần Thơ Cà Mau đi đâu? Mang 37 tỷ đồng học phí thu sai nộp ngân sách là chưa hợp lý. Chánh án Lê Minh Trí đề nghị chưa bổ nhiệm lại 11 thẩm phán. Thưa quý vị và các bạn, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã trình Chủ tịch nước phê chuẩn, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán với 633 trường hợp. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã có báo cáo công tác của các tòa án gửi kỳ họp thứ 8 của Quốc hội. Số liệu trong báo cáo được thống kê từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Về công tác cán bộ, tăng cường thanh tra, kiểm tra, kỷ cương, kỷ luật công vụ, Chánh án Lê Minh Trí cho hay, tính đến ngày 30 tháng 9, các tòa án nhân dân có hơn 14.000 biên chế, gồm hơn 6.000 thẩm phán, 2 thẩm tra viên cao cấp và tương đương, 482 thẩm tra viên chính và tương đương, hơn 6.800 thẩm tra viên, thư ký và tương đương, 88 viên chức và 209 chức danh khác. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã trình Chủ tịch nước phê chuẩn, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức thẩm phán với 633 trường hợp. Đề nghị chưa bổ nhiệm lại thẩm phán để kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định đối với 11 trường hợp. Công tác quy hoạch, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được quan tâm. Báo cáo cho biết đã thực hiện quy trình đề nghị bổ sung quy hoạch Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 đối với 3 người, tiến hành quy trình rà soát lấy phiếu giới thiệu, nhân sự quy hoạch lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2021-2026 và quy hoạch nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 10 đơn vị thuộc Tòa án Nhân dân tối cao và 3 Tòa án Nhân dân cấp cao, đôn đốc hướng dẫn thực hiện quy trình và thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch với các chức danh chánh án, phó chánh án tòa cấp tỉnh, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm lại một phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, trình Chủ tịch nước kéo dài thời hạn giữ chức vụ với 2 phó chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý các đơn vị Tòa án Nhân dân tối cao và Tòa án Nhân dân cấp cao đối với 64 trường hợp, bổ nhiệm lại chức vụ chánh án, phó chánh án tòa cấp tỉnh, cấp huyện với 504 trường hợp. Công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, biệt phái được thực hiện theo đúng quy định. Công tác thanh tra kiểm tra việc thực thi công vụ và xử lý công chức, người lao động có hành vi vi phạm theo chánh án Lê Minh Trí được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Tòa án Nhân dân tối cao đã thành lập các đoàn kiểm tra do các lãnh đạo, thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn để kiểm tra công tác chuyên môn năm 2023 của các Tòa án Nhân dân cấp cao và Tòa án Nhân dân 2 cấp. Tại 25 tỉnh thành phố đã tổ chức 217 cuộc thanh tra kiểm tra đối với 360 đơn vị, trong đó Tòa án Nhân dân tối cao đã tiến hành 9 cuộc thanh tra kiểm tra công vụ, qua đó chỉ ra những thiếu sót vi phạm trong lãnh đạo chỉ đạo của người đứng đầu và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của công chức thẩm phán. Hoạt động giám sát đối với thẩm phán được tăng cường theo hướng thực chất. Tòa án Nhân dân tối cao đã kiểm tra, nghiên cứu thẩm tra đối với 877 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thẩm phán, nghiên cứu nhiều bản án quyết định của thẩm phán bị hủy, sửa và 246 bản án hình sự có kết quả xét xử cho bị cáo hưởng án treo, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, phạt tiền là hình phạt chính. Nghiên cứu thẩm tra hồ sơ đối với 16 thẩm phán bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định, xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án Nhân dân. Việc thẩm tra hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thẩm phán, hồ sơ miễn nhiệm, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức vụ được thực hiện thận trọng, kịp thời, đúng quy định. Các tòa cấp tỉnh cũng tăng cường kiểm tra công tác chuyên môn đối với tòa án huyện theo kế hoạch để kịp thời phát hiện, khắc phục, rút kinh nghiệm những sai sót chuyên môn, nghiệp vụ. Trong kỳ báo cáo có 47 trường hợp bị kỷ luật hành chính gồm khiển trách 34 trường hợp, cảnh cáo 6 trường hợp, cách chức 1 trường hợp, cùng với đó buộc thôi việc 6 trường hợp, trong đó có 5 trường hợp bị xử lý hình sự, gồm 3 trường hợp bị kết án về tội nhận hối lộ, 2 trường hợp bị khởi tố chưa kết án nhưng đã bị kỷ luật khai trừ đảng, buộc thôi việc. Ngoài ra có 5 trường hợp bị kỷ luật đảng, hình thức khiển trách đang xem xét xử lý kỷ luật hành chính, 5 trường hợp bị xử lý hình sự đang trong giai đoạn điều tra.
mang 37 tỷ đồng học phí thu sai nộp ngân sách là chưa hợp lý. Thưa quý vị và các bạn, khi bị phát hiện thu sai học phí 37 tỷ đồng, Trường Đại học Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đã mang tiền nộp ngân sách thay vì trả lại cho sinh viên. Việc Trường Đại học Thủ Dầu Một Bình Dương thu sai học phí với con số lên tới 37 tỷ đồng trong 2 năm học đang khiến dư luận dậy sóng. Theo lãnh đạo trường, nguyên nhân dẫn đến việc thu vượt xuất phát từ chưa thống nhất trong cách hiểu và vận dụng các quy định của nhà nước. Lý do này nghe không thuyết phục lắm với một môi trường đại học, nơi đào tạo nhân lực cho đất nước, lại không nắm rõ các quy định về tài chính, đặc biệt khi số tiền thu sai lên đến hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu dừng lại ở việc sai sót trong hiểu lầm quy định, có thể xem là lỗi hệ thống, nhưng điều đáng trách hơn chính là cách trường này xử lý hậu quả. Mặc dù trong văn bản gửi Đại học Thủ Dầu Một, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu nhà trường hoàn trả cho sinh viên, trường hợp không hoàn trả được thì nộp ngân sách, số học phí đã thu vượt mức quy định. Tuy nhiên, thay vì hoàn trả tiền cho sinh viên, những người đã phải chịu mức học phí sai quy định, Trường Đại học Thủ Dầu Một lại chọn cách nộp số tiền này vào ngân sách nhà nước. Hành động này chẳng khác gì xung công quỹ một khoản tiền không thuộc về mình. Điều này thật khó chấp nhận và quá bất công đối với sinh viên. Lý do mà lãnh đạo trường đưa ra để biện minh cho việc không hoàn trả tiền cho sinh viên là vì một số sinh viên đã ra trường. Tuy nhiên, điều này chỉ phản ánh sự thiếu trách nhiệm và sự thiếu chủ động trong cách giải quyết vấn đề của nhà trường. Bởi trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc thông báo công khai cho sinh viên, kể cả những người đã ra trường, hoàn toàn không phải là nhiệm vụ quá khó. Thậm chí chỉ cần một thông báo trực tuyến trên trang web hoặc mạng xã hội, chắc chắn các sinh viên cũ hoặc người thân của họ sẽ tìm đến để yêu cầu hoàn tiền. Việc mang tiền thu sai nộp vào ngân sách là giải pháp dễ dàng và an toàn cho nhà trường, nhưng không phải là giải pháp công bằng và hợp lý cho những sinh viên và gia đình họ. Chuyện thu sai 37 tỷ đồng tiền học phí ở Trường Đại học Thủ Dầu Một làm gợi nhớ đến một tổng kết rất chua xót của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Sơn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng tại hội nghị tổng kết năm học 2022-2023. Ông Sơn nói rằng các trường đại học đang tự ăn thịt chính mình khi đầu tư quá nhiều sức lực để mở rộng quy mô đào tạo nhằm lấy tiền. Trong quá trình tự ăn thịt chính mình này, chỉ cần các trường đại học thu đúng, thu đủ thôi đã là gánh nặng quá sức cho số đông người dân. Đằng này, Trường Đại học Thủ Dầu Một còn thu vượt, thu sai tăng lên đến 1,5 lần với tổng số tiền thu sai là 37 tỷ đồng, thì thử hỏi sức dân nào chịu thấu. Giải pháp đúng đắn và duy nhất trong trường hợp này là Trường Đại học Thủ Dầu Một phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền 37 tỷ đồng đã thu sai cho sinh viên, không còn cách nào khác. Chi 13 tỷ di rời bãi rác chắn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đi đâu? Thưa quý vị và các bạn, chi hơn 13 tỷ đồng di rời bãi rác chắn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31 tháng 12. Thông tin được đưa ra tại hội nghị tháo gỡ khó khăn vướng mắc và thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra ngày 16 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường nêu rõ, Ủy ban nhân dân quận Cái Răng đã phê duyệt thiết kế và dự toán với diện tích bãi rác cần được di rời là 1,95 ha. Kinh phí thực hiện là hơn 13 tỷ đồng. Đến nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện di rời bãi rác và sẽ hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31 tháng 12. Di rời bãi rác chắn cao tốc Cần Thơ - Cà Mau là phải làm, tốn kém mấy cũng phải thực hiện để phục vụ cho dự án hạ tầng giao thông quan trọng. Đổ rác lâu ngày dần hình thành một bãi rộng gần 2 hectare như một quả núi, đến khi động đến chỉ kinh phí di rời đã mất hơn 13 tỷ đồng. Nhưng điều mà người dân quan tâm là khi đào bới, di rời bãi rác này phải đảm bảo không để ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống, đe dọa sức khỏe của người dân. Một bãi rác khổng lồ, lâu năm, khi di rời phải có đánh giá tác động môi trường. Việc quan trọng hơn người dân muốn biết rõ đó là di rời bãi rác này đi đâu, xử lý như thế nào, có dứt điểm hay không. Nếu di rời bãi rác này bằng cách xúc rác ở địa điểm hiện nay sang đổ nơi khác, lại hình thành một bãi rác mới là rất lãng phí. Nếu có phương án di rời thì phải thanh toán sạch sẽ lượng rác này. Kể cả tốn nhiều tiền hơn cũng phải dọn sạch bãi rác và xử lý hoàn toàn. Theo Chủ tịch thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường, sẽ hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 31 tháng 12. Như vậy chỉ còn hơn 2 tháng nữa nhưng vẫn đang chọn nhà thầu, thì di rời một núi rác khổng lồ gần 2 hectare chưa chắc đã kịp. Nói gì đến xử lý?
và với hơn 13 tỷ đồng thì khả năng chỉ di dời từ chỗ hiện nay sang nơi khác mà thôi. Nếu theo kịch bản này, bãi rác vẫn hoàn bãi rác, nơi hình thành bãi rác mới sẽ bị ô nhiễm, người dân ở đó phải gánh chịu hậu quả. Chưa kể rất có thể đến lúc nào đó, địa phương triển khai dự án tại nơi có bãi rác này lại tiếp tục bỏ tiền ra để di dời, tiền mất, rác mang. Hy vọng chính quyền địa phương có phương án phù hợp, vừa di dời bãi rác phục vụ xây dựng cao tốc, vừa xử lý dứt điểm lượng rác này.